tiết lộ hai sự kiện kỳ lạ từ Đức Mẹ Maria khiến ngàn tín hữu sửng sốt và kinh ngạc. Con xin chào cộng đoàn và chào các bạn tôn giáo khác. Kính thưa mọi người, Đức Trinh Nữ Maria làm rất nhiều phép lạ trên toàn thế giới và điều đó thì ai trong chúng ta cũng biết. Tuy nhiên, hai sự kiện sửng sốt này về Đức Mẹ Maria, nếu không biết thì quả là một thiếu sót rất lớn. Các báo chí trong nước, nước ngoài cũng đưa tin rất nhiều về hiện tượng kỳ lạ này. Rất hay và tuyệt vời. Còn mời cộng đoàn chúng ta cùng xem tiếp và xem hết. Hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật tin công giáo cộng đoàn nhé. Thưa cộng đoàn, người dân ở các thành phố lớn ở Mỹ đã kéo đến nhà thờ công giáo Guadalupe, bang New Mexico để tận mắt chứng kiến, quay phim, chụp hình, đọc kinh cầu nguyện về hiện tượng Mẹ Maria rơi lệ. Theo tờ báo The Hope New Sun, những người đến thăm nhà thờ công giáo Our Lady of Guadalupe, thành phố Hope, phía đông nam New Mexico vào hôm ngày 22 tháng 5 cho biết họ đã nhìn thấy tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria khóc giống hệt như hiện tượng đã xảy ra suốt vài giờ vào Chủ nhật tuần trước ngày 20 tháng 5. Thưa cộng đoàn, theo bà Judy Zongulo là quản lý của nhà thờ, bà nói rằng nước mắt lại chảy xuống trên khuôn mặt của Đức Mẹ Maria. Hôm ngày 22 tháng 5, bà Zongulo cũng có mặt trong nhà thờ và bà cho biết bức tượng bằng đồng bắt đầu khóc khi nhóm người đi lễ vừa hoàn thành bài kinh Rose, tức là vừa đọc kinh và vừa lần trang chuỗi mân côi. Bà Zongulo kể lại, thật đẹp, nước mắt từ bức tượng không giống như nước mắt của người bình thường, mà nó là một thứ gì như dầu và có mùi hương thơm của hoa hồng. Chị Nora Tinerot là một giáo dân đã cùng gia đình tới buổi cầu nguyện hôm ngày 20 tháng 5 và chứng kiến cảnh tượng rơi nước mắt của Đức Mẹ Maria. Hai ngày sau, một lần nữa, chị đã nhìn thấy cảnh tượng này và cho biết cảm giác rất tuyệt vời. Theo tờ báo Gonbolu.ca, người dân ở khắp tiểu bang New Mexico, các thành phố San Antonio và El Paso phía tây bang Texas đã kéo đến nhà thờ để có thể chứng kiến bức tượng rơi lệ này. Anh Byron Moranet đến từ thành phố Odessa, bang Texas là một trong số họ. Anh Moranet tin rằng Thiên Chúa đã cứu mạng anh trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây một năm. Moranet tin rằng lúc đó mình đã chết và rồi anh thấy một vệt sáng màu trắng và nhìn thấy Chúa. Anh nói rằng Chúa đã chạm vào người tôi và từ khi gặp người tôi đã có thể thay đổi nhiều và tôi nghĩ mình cần phải tới đây. Chúa đã cho tôi sống thì chắc chắn phải có lý do. Tôi muốn bắt đầu đi học đại học và sau đó giúp đỡ những người bị ung thư. Điều đang xảy ra với tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria tại nhà thờ này thì thật quá là tuyệt vời, kỳ diệu. Và thưa cộng đoàn, theo tờ báo Odyssey Center, vào ngày 24 tháng 5, các cơ quan chức năng của bang New Mexico đã tới Hope để điều tra về hiện tượng kỳ lạ này. Nhà thờ đã tạm thời đóng cửa trong vòng 4 tiếng để các chuyên gia kiểm tra tượng cũng như thu thập mẫu nước mắt. Nhà chức trách sẽ phải xem xét bức tượng và lấy lời khai từ các nhân chứng và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ để liệu đây có phải là một hiện tượng kỳ lạ, thánh thiêng hay chỉ là một trò lừa gạt. Toàn bộ quá trình này có thể kéo dài trong vài năm. Tuy nhiên, với những người công giáo ở đây, họ đã có dịp nhìn thấy nước mắt rơi từ tượng Đức Mẹ Maria thì họ sẽ không quan tâm đến cuộc điều tra. Với họ, đây thực sự là một điều kỳ diệu rồi. Giáo hội công giáo địa phương vẫn chưa lên tiếng chính thức về sự kiện này. Tác giả Hướng Dương, báo ngôi sao.net, thưa cộng đoàn. Vâng, quả là một hiện tượng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và Thành Long Viên Ốc sẽ cung cấp cho cộng đoàn một câu chuyện sửng sốt nữa được diễn ra vào năm 2005. Tuy nhiên, tại thời điểm đó thì điện thoại di động quay phim chụp hình chưa được phổ biến nên chúng ta sẽ không có video để quay lại mà chỉ có hình ảnh chụp mà thôi. Thưa cộng đoàn, đó là hiện tượng Đức Mẹ Maria biết di chuyển ở Italia. Trước sự kiện này thì hàng ngàn người Ý đã đổ đến thị trấn Naples với điện thoại di động chụp hình 5 năm ở trong tay. Tất cả đều hy vọng sẽ ghi lại những khoảnh khắc kỳ diệu của Đức Trinh Nữ Maria tại đây. Theo lời của cư dân địa phương thường xuyên lui tới nhà thờ Thánh Peter thì họ đã thấy đôi chân của Đức Mẹ Maria chuyển màu và di chuyển như thể đang bước tới. Một người đàn ông còn tuyên bố với báo chí hồi tuần trước là anh đã quay được thước phim những hình ảnh nhiệm màu đó trong điện thoại di động của mình. Và kể từ đó,
mỗi ngày lại có thêm hàng trăm khách hành hương lũ lượt đổ về thành phố 40.000 dân này ở miền Nam Italia, với hy vọng có thể tự mình ghi lại những khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Và thưa cộng đoàn, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục tại địa phương cho biết các chuyên gia của nhà thờ đang tiến hành xác minh hiện tượng này để xem đây có phải là một hiện tượng siêu nhiên hay không, hay chỉ là một nguyên nhân tự nhiên mà con người chưa thể giải thích được. Tác giả Châu An, báo Tiền Phong. Thưa cộng đoàn, trên đây là hai câu chuyện rất sửng sốt và tuyệt vời về hiện tượng kỳ lạ từ Đức Trinh Nữ Maria, đúng không ạ? Với Giáo hội Công giáo chúng ta thì những hiện tượng như thế này không được khuyến khích là chúng ta có nên tin hay là không nên tin, bởi vì Giáo hội rất dè chừng trước những hiện tượng kỳ lạ này. Tuy nhiên, với đa phần người Công giáo thì chúng ta tin đây là một quyền năng, một phép nhiệm màu của Đức Trinh Nữ Maria. Còn bạn, bạn có tin hay không thì hãy bình luận ý kiến của mình bên dưới video này. Tin hay không là còn tùy thuộc vào đức tin của mỗi người, mạnh hay yếu. Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu và ban bình an tới chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa nhân loại của chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì có thể ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những video, những tin tức hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như là truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video mới phục vụ cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn.